Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của DK Eyebrow Beauty nhé. Hôm nay thì DK rất là vui khi mà có cơ hội để được xử lý hút sửa lông mày cho một vị khách hàng đã đến từ rất là xa để trải nghiệm cái dịch vụ xóa xăm với công nghệ siêu laser Picomax 2021 của DK. Và sau khi mà xóa xong thì cô sẽ xuống dưới nhà để được chị Ngoan Minh Vương, chủ thương hiệu của DK, làm lông mày với công nghệ hair drop. Thì trước khi mà chúng ta nhờ chuyên gia phân tích về tình trạng của khách hàng thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cả cô một chút nhé. Con chào cô ạ, cô cho con hỏi tâm là tên của mình là gì này và cô đến từ đâu không ạ? Cô tên là Nguyễn Thị Thủy, cô đến từ Sài Gòn. Vâng. Cô Thủy ơi, không biết là lý do gì mà cô lại biết đến thương hiệu DK ạ? Cô qua bản qua Hồ Ngọc Hà. Vâng ạ, chị Hà giới thiệu đến nhà con đúng không ạ? Chị Hà hôm vừa rồi là có ghé qua cái sự kiện The Beauty Show của bên con. Và đấy, sau khi mà được xem về cái công nghệ siêu laser thì rất là ưng và đã có nói là sẽ mời dì với cả mẹ qua. Thế thì cô cho con hỏi thăm là cái điều gì đang khiến cô lo lắng nhất ạ? Cô sợ điều gì nhất ạ? Trước khi mà mình xử lý cái liệu trình của nhà con Cô sợ đau. ấy. Vâng ạ, cô sợ đau đúng không ạ? Thì với công nghệ siêu laser bên con thì con cam kết là sẽ không gây tổn thương cho da của mình, không gây đau đớn nhiều nha cô nhá. Và bây giờ thì em nhờ chị Giang là chuyên gia laser của DK giúp em phân tích về tình trạng ban đầu của cô được không ạ? Vừa nãy em đã có chụp ảnh lại rồi đây ạ. Cái tình trạng ban đầu của cô ấy là mực làm lâu rồi, thành ra nó bị trổ đỏ và mình đã xử lý cho cô hết cái phần mực đỏ rồi. Đấy, da của cô cũng khá là mỏng. Vâng ạ. Chị ơi, nguyên nhân gì mà dẫn đến việc lông mày bị trổ đỏ hả chị? Nguyên nhân để mà dẫn đến lông mày trổ đỏ là một là do cái thành phần mực có chứa cái tạp chất kim loại, nên sau một thời gian làm thì cái gốc mực ở bên trên ấy nó Bị kiểu trâu thay lên. đổi Đúng oxy rồi, sắt, thay còn đổi cái màu. tạp chất đi nó đọng lại thì nó sẽ oxy thành các cái gam màu như vậy. À vâng ạ. Thế thì với cái lông mày như này là vừa rồi chị đã xử lý khử đỏ cho cô rồi đúng không ạ? Thế thì bây giờ là không để cô phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ bắt Không đầu cho hạ cô tông luôn. màu nhá. Và trong cái livestream này thì nếu như bạn nào có những câu hỏi muốn đặt ra Con về bắt đầu nhé cô công nghệ xóa nhé. xăm siêu laser Picomax của bên mình thì mọi người có thể comment để mình giúp các bạn trả lời nhé. Đó, như mọi người nhìn thấy đấy ạ, là khi mà laser tác động vào là ngay lập tức xóa sạch cái vùng lông mày của cô rồi. Lông mày đã phải nhạt đến 80% rồi đấy ạ. Cô ơi, cô có thấy nó đau đớn khó chịu gì không ạ? Hơi chích một tí. Hơi châm chích đúng không ạ? Em mời chuyên gia xử lý bên còn lại nhé. Bởi vì là laser ấy, thì bản chất của nó sinh nhiệt, nên là chúng ta sẽ cảm thấy là nó hơi nóng nóng, hơi châm chích một chút xíu thôi ạ. Nhưng mà như mọi người nhìn thấy đấy, là thời gian rất là ngắn thôi ạ. 5 giây, khoảng 5 giây, 10 giây thôi là chúng ta đã xử lý xong rồi, không Giờ hề gây đau đớn nhiều đúng không con ạ? sẽ mở ra nhé, để cho cô có Vâng. thể nhìn gương nhé. Chị ơi, chị cho cô soi gương giúp em ạ. Cô mở mắt ra đi. Đây ạ, Đấy, con mời cô. con nhìn thấy không Không ạ? biết là cô thấy hiệu quả của một lần xóa này như thế nào hả cô? Có thể không đỏ nữa. Dạ vâng. Kiểu như không còn đỏ này, lông và da của cô hoàn toàn bình thường. Không có sự tổn thương như là cháy lông cũng như là cái vùng da của cô không hề nề một chút nào hết luôn. Vâng, Và cô có vừa nãy thể con cũng làm nghe cô luôn. chia sẻ là cơ địa của cô rất là sưng đúng không ạ? Nhưng mà đấy, như cô thấy là sau khi xóa xong là không hề sưng một chút nào đúng không ạ? Bây giờ thì con xin phép con mời cô ra ngoài để mình ngồi mình điện di cho nó dịu cái da mình như một chút. Rồi sau đây con mời cô xuống nhà để làm lông mày nhá. Và nếu như mà các chị em nào đang có nhu cầu sửa lại lông mày này thì các bạn nhớ nhắn tin cho fanpage DK Eyebrow để bên mình tư vấn nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay nha.